Đến hẹn lại lên, chiều ngày 26 tháng 2 vừa qua lại diễn ra trận đấu gây cấn giữa Sài Gòn Heat và Chang Thailand Slammers. Lần này Sài Gòn Heat đã cố gắng chơi hết mình vì tiếng cổ động thật nhiệt tình của cổ động viên, mang lại cho người xem những pha tranh bóng thật gây cấn. Kết quả chung cuộc, Sài Gòn Heat toàn thắng với tỷ số